Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 35, sau khi Thác Sâm được cởi bỏ phong ấn, hắn ta đã ngay lập tức cầm diệt hồn mâu tới Tử Hải để đoạt truyền thừa ký ức. Rất nhanh, chém ra một đạo công kích xé đôi dòng nước biển, Thác Sâm cùng hàng ngàn yêu thần đã liền đi vào bên trong. Sau đó, trải qua một quãng đường di chuyển, tất cả nhanh chóng dừng lại ở trước một cánh cửa lớn để bước vào Tử Hải. Nhìn nó, Phương Lâm trong lòng thốt lên nói, cánh cửa truyền thừa thì ra ở đây. Dứt lời, trong đầu anh ấy cũng liền hiện lên những toan tính. Tuy nhiên, trong lúc Vương Lâm đang suy nghĩ thì ở trong Tử Hải, một đôi mắt khổng lồ bất chợt mở ra. Sau đó, từ trong làn nước biển, một con quái vật khổng lồ chín đầu xuất hiện, lao thẳng về phía Thác Sâm và gầm lên một tiếng mãnh liệt. Thế vậy, Thác Sâm thanh âm vang lên quát. Nghiệt chướng, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, ngươi cũng chỉ là một tên ma niệm mà thôi. Không được ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng đừng mong vào trong. Nghe vậy, Thác Sâm cười lạnh, hắn ta ngay lập tức lao về phía quái vật. Thế vậy, con quái vật cũng mạnh mẽ ngạnh kháng. Cứ thế, trong tay Thác Sâm, diệt hồn mâu cùng chín cái đầu không ngừng va chạm. Ở phía dưới, theo dõi trận chiến, ánh mắt đám người đoán mục bất chợt lóe lên một chút sắc ý. Còn Phương Lâm, quan sát nãy giờ, anh ấy rốt cuộc cũng thấy được mảng lân phiến kỳ lạ trên người con quái vật. Có lẽ, đây chính là chìa khóa để mở cánh cửa truyền thừa. Nghĩ tới đây, Phương Lâm tự nhủ, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, chính mình sẽ tới đoạt lấy nó. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên, phía xa kia, cuộc chiến đã ngày càng gay cấn. Bất chợt, trong lúc Thác Sâm đang giao chiến kịch liệt thì ở phía dưới, đám người đoán mục đột nhiên thủ ấn biến đổi. Ngay sau đó, những ký tự phù văn sáng lên liền hóa thành một cái lồng giam vây nhốt Thác Sâm, ở bên trong đó, thân thể hắn ta cũng bị trói lại. Sau đó, đoán mục ngay lập tức nhìn Vương Lâm nói, đạo hữu, hãy giáng cho hắn một đòn chí mạng bằng sức mạnh nuốt chửng linh hồn. Nghe vậy, Vương Lâm liền dùng thần thức của mình phóng thẳng vào người Thác Sâm, thế nhưng đáng tiếc, nó chưa đến người Thác Sâm đã phải dừng lại. Chứng kiến trước mắt, Thác Sâm chỉ cười lạnh, thanh âm vang lên nói, dựa vào cái gì mà các ngươi thấy bản thân có thể đánh bại thân? Dứt lời, Thác Sâm gầm lên, lấy hắn làm trung tâm, một luồng kinh khí kinh người lập tức bạo phát, chấn bay hai tên bên ngoài trận pháp ra xa. Sau đó, diệt hồn mâu trong tay vung lên, hắn ta mau chóng hóa giải trói buộc trên người mình. Ngay lập tức, hắn ta thân hình biến mất, liền lao về phía đám người vừa phản bội mình và lấy mạng từng người một, khiến đám người kia chạy tán loạn. Tuy nhiên, con quái vật kia cùng đám người đoán mục cũng mau chóng hợp lực công kích tiếp. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến mạnh mẽ lại diễn ra. Lấy một mình Thác Sâm, hắn ta phải chống lại sự hợp lực của đám người đoán mục cùng con quái vật, cuộc chiến là hết sức căng thẳng. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Phương Lâm thân hình chợt động, thanh âm vang lên quát, truyền thừa ký ức, chuyển. Dứt lời, hình ảnh thu hồn bay ra, anh ấy liền mở ra khe hở không gian lao tới thân hình khổng lồ của con quái vật. Sau đó, bàn tay cũng liền chộp lấy chìa khóa trên người con quái vật kia rồi mau chóng chạy về hợp lại cùng bản thể. Tuy nhiên, hành động của Vương Lâm rất nhanh đã bị Thác Sâm phát hiện. Nhìn Vương Lâm, Thác Sâm quát lớn nói, tiểu bối kết đan, ta phải lấy mạng ngươi không còn một mảnh giáp. Dứt lời, cây diệt hồn mâu trong tay khẽ động, hắn ta liền đuổi theo Vương Lâm. Thế nhưng, Vương Lâm rất nhanh đã mở ra rất nhiều khe hở không gian và trốn trong đó. Lựa thời cơ, anh ấy liền thuần di chạy mất. Tuy nhiên, Thác Sâm đã phát hiện ra Vương Lâm. Trong tay hắn, một cây chiến mâu vàng rực đã liền phóng về phía anh ấy. Thế vậy, Vương Lâm cũng phải lập tức xoay chuyển thân mình né tránh. Đáng tiếc, tinh kia quá mạnh, sợi khối mâu trong tay hắn ta cuối cùng vẫn xuyên qua thân thể Vương Lâm và lấy mạng anh ấy. Thân thể cứ thế rơi xuống dòng dung nham dưới đáy Tử Hải. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, con quái vật kia lại lao về phía Vương Lâm và cứu anh ấy. Sau đó, nó liền đưa Vương Lâm tới cánh cửa truyền thừa. Làm xong, thanh âm nó vang lên nói, Thác Sâm, người nào cũng có thể nhận được truyền thừa ký ức của chủ nhân, chỉ có ngươi là không thể. Nghe thế, Thác Sâm gầm lên, một đạo lôi điện rất nhanh đã đánh vào người con quái vật, khiến nó phải đau đớn. Còn Vương Lâm, vào bên trong cánh cửa truyền thừa, anh ấy rất nhanh đã lấy được từng khối băng tinh và bắt đầu hấp thu truyền thừa ký ức của cổ thần. Thế nhưng không lâu sau, khi Vương Lâm hấp thu truyền thừa ký ức, bản thể thôn hồn của anh ấy bất chợt bị một cái kém bao phủ lại. Cứ thế thời gian qua đi, rất lâu sau, cái kém cuối cùng cũng vỡ nát. Vương Lâm với bộ dạng anh tuấn cùng mái tóc bạc phơ hiện ra, lẩm bẩm nói, không ngờ có một ngày còn có thể nhìn thấy cơ thể này của bản thân. Dứt lời, một luồng kinh khí ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, mặc vào một chiếc áo choàng đen, Vương Lâm bàn tay liền đem những mảnh ký ức cổ thần vào tay mình và hấp thu. Cứ thế, anh ấy học được rất nhiều thứ từ cổ thần, đầu tiên là trận pháp, tiếp theo là thuật luyện khí, rất nhiều thứ cứ thế được Vương Lâm hấp thu. Đến đây thì hết tập 36 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.